Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con LG tầm trung các bạn. Con này là cái con Q92. Thì lâu nay anh em mình vẫn hay sử dụng cái smartphone của LG ở cái dòng V và dòng G ấy. Thì tại vì hai cái dòng đấy nó cũng thường thường là anh em chờ cái máy nó giảm giá sâu rồi em mới mua ấy. Cho nên cái giá nó cũng khá rẻ và anh em có thể sở hữu được. Đấy là hai cái flagship của LG. Còn cái dòng tầm trung kiểu như Q rồi K các thứ anh em cũng không quan tâm nữa. Tuy nhiên ấy thì hiện tại em đang có một cái con Q92 đây. Thì em sẽ cho các bác biết được là cái dòng tầm trung của LG thì nó có những cái gì hay ho nhé. Về phần thiết kế ấy, thì các bác có thể thấy đây là cái mặt lưng của cái con Q92 này. Nó cũng là bằng kính thôi. Đây là cái cụm camera sau. Nó cũng rất là giống với con Velvet các bạn về cái độ lồi này và cái họa tiết của nó. Tuy nhiên thì hai cái camera phụ này nó đặt ở phía phải, còn Velvet thì nó đặt dọc. Cái camera chính này này nó có độ phân giải là 48, cái đây là camera siêu rộng có độ phân giải là 8, còn cái đây là cái camera macro có độ phân giải là 20, còn đây là cái camera cuối cùng nó gọi là camera đo độ sâu ấy, nó có 50 thôi. Đó, đấy là cái mặt sau nhé. Rồi, đây là cái mặt trước ấy. Thì con Q92 này nó làm cái dạng đục lỗ các bạn. Đó, đục lỗ. Màn hình thì Full HD thôi. Còn đây là cái cạnh phải. Thì cái cạnh phải này LG làm cái nút nguồn kiêm cái vân tay ấy. Nó rất giống cái của Sony ấy. Tuy nhiên thì cái vân tay này em thấy nó khá là gọn và cũng rất là nhạy các bạn. Để em thử cho bác biết luôn. Này, 1, 2, 3. Đó, 1, 2, 3. Rồi, đấy, em thấy nó khá là hay ở cái vân tay này. Em thấy nó cũng khá là tiện. Tuy nhiên thì nó hơi cao một tí thôi. Nếu như các bác dùng một tay thì có khi phải rất là với. Với mãi chỗ này cơ mà. Phải dùng hai tay thì mới được các bạn. Đó, thì đây là cái cạnh trái. Thì cạnh trái có tăng giảm âm lượng và cái nút Google thôi. Thì là cạnh trên, khay sim và một cái lỗ mic. Còn đây là cạnh dưới. Thì cạnh dưới này có hơi khác một tí các bạn. Nó cũng tương tự như con V50 thôi, tuy nhiên cái độ hoàn thiện của nó không được tốt cho lắm. Đây các bác có thể thấy này, cái lỗ sạc của nó ấy, nó không có cái gioăng, không có một cái viền nhựa xung quanh như con V50 đâu. Nó làm khá là sắc và khá thô các bạn. Đây cái lỗ loa ngoài cũng thế, nó cũng khá là thô. Đó. Cả cái lỗ 3.5 cũng thế thôi, cũng khá là thô. Đó, đấy là cái thiết kế của con Q92 này nhé. Cái này thì tùy các bác thôi. Em thì em thấy nó khá là giống Samsung và nó cho cảm giác cầm khá là tàu các bạn. Về cái màn hình của con Q92 này thì nó có cái kích thước là 6,67 inch các bạn. Tuy nhiên thì độ phân giải của nó chỉ là Full HD thôi. Nó sẽ không được đẹp và ngon bằng mấy con flagship như G8 hay V50 đâu. Tuy nhiên thì quá trình sử dụng thì em thấy nó vẫn rất là bình thường. Nó không phải là rỗ hay là có vấn đề vì ám màu quá đáng gì đâu. Tuy nhiên ấy, thì theo quan sát của em thấy là cái phần đây này, các bác nhìn kỹ cái phần xung quanh của cái camera trước này nhé. Không biết là quay qua cái camera này có thấy không, nhưng mà ở cái mắt thường của em ấy là em thấy là xung quanh cái camera trước này ấy, nó hơi có cái quầng màu đen các bạn. Đấy. Và cả cái phần cạnh đáy nữa, cái phần đáy này này nó cũng hơi quầng màu đen, cũng có thể là vì cái con Q92 này nó không sử dụng cái tấm nền AMOLED nữa, pin LED ấy, mà nó sử dụng cái IPS LCD các bạn. Thì cái việc mà sử dụng IPS LCD nó giống như con G7 ấy. Tuy nhiên con thấy này, em thấy là cái con này nó không đẹp bằng con G7 và cũng có thể là sau này nó có thể bị bóng mờ các bạn. Cái đấy thì em thấy là con G7 đã bị rồi, có một số người bị rồi. Rồi, cũng không hiểu sao ấy, con này nó có cái công nghệ màn hình là IPS LCD như con G7. Nhưng mà con G7 thì nó có cái chế độ Always Display ấy. Nhưng mà con này thì nó lại không có cái chế độ đấy các bạn. Đây các bác nhìn thấy này, màn hình chủ này cũng không có cái Always Display. Đó, các thứ đều không có. Đó, cho nên là đây có một điểm không biết là hay ho hay là như nào, nhưng mà em thấy nó không có. Về cái phần âm thanh ấy, thì cái con này có loa stereo các bạn. Nó có một cái loa ngoài ở phía dưới này và một cái loa thoại ở phía trên này, đồng thời cũng là một cái loa stereo luôn các bạn. Và nó khá là nhỏ đây này các bác, này nó em phải nói là
nó khá là nhỏ luôn. Không biết soi vào các bạn thấy không? Đấy, phải soi rất là đây này, đấy, các bạn thấy không? Nó là một cái khe rất là nhỏ thôi. Tuy nhiên thì nó cái phát ra cái âm lượng cũng khá là tốt các bạn. Nó cũng khá đồng đều với cái loa ở phía dưới, tuy nhiên vẫn nhỏ hơn một chút xíu. Và ở khi mà các bác nghe nhạc thì nó sẽ phát ra cả cái loa ở trên này nữa. Đó, và việc nghe gọi bằng cái loa thoại đấy cũng rất là bình thường, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên ấy, cái độ lớn của nó thì em thấy nó cũng khá là lớn đấy, nó không thể lớn như con Velvet được, nhưng mà nó cũng phải ngang với cái con G8 các bạn. Em ở đây em không không có cái bản nhạc để các bác biết được cái độ mạnh nhẹ rồi bass biết cái thứ, nhưng mà em thấy cái đấy nó không quan trọng mấy. Các bác này nghe cái này này. Đó. Cả loa đây và qua đây đây nữa, thì cái này em thấy cũng chỉ để cái việc mà loa ngoài này cũng chỉ để nhận cái thông báo thôi, chứ còn các bác mà đòi hỏi nó phải có bass, có chest, để có mid nữa thì em thấy nó không được hợp lý cho lắm. Và cái hạn chế của con này nữa ấy, là nó không có DAC đâu. Đấy, các bác có thể thấy này, nó chỉ có 3D thôi, âm thanh 3D thôi. Đấy, các bạn thấy này, nó không có DAC đâu, cho nên là nghe cái con Q92 này bằng cái tai nghe thì nó không được hay bằng những con Vlexit được. Về phần camera của cái con này thì em cũng dự định là sẽ đi làm một cái bài đánh giá chi tiết về cái camera của con này, đi chụp nó so sánh với mấy con như kiểu là V50 hoặc là con G8 em đang dùng đây ấy. Thì trong quá trình đi so sánh ấy, thì em thấy nó hơi khập khiễng quá, và em nghĩ là nhiều bác cũng sẽ chửi em là cái con tầm trung dở hơi này mà đi so sánh với mấy con Vlexit làm cái gì. Cho nên là em cũng nản, không đi làm nữa, tại vì thực sự là cái chất lượng cho ra của cái con này nó cũng không có gì nổi bật cả đấy, cho nên là em cũng không muốn làm nữa. Và em chỉ quan tâm đến cái camera trước này này. Cái camera trước này nó có độ phân giải là 32 ms, thì nhiều người sẽ nghĩ là cái 32 ms là con số khá là lớn và nó sẽ cho cái chất lượng tốt hơn, nhưng mà thực sự là nó cũng không tốt hơn gì cả các bạn. Các bạn thấy này, nó cũng rất là bình thường thôi này. Ôi trời, nó hơi bị mờ. Đó. Thì nó bị nét nét kém sai các bạn. Đó. Rồi, thì như em đã trải nghiệm cái camera con này ấy, thì cái camera trước ấy tuy là 32 ms đấy, nhưng mà nó cho cái chất lượng âm thanh, cho cái lượng hình ảnh nó cũng không được ngon như cái con G8 đâu. Thật sự về độ chi tiết rồi này nọ nó cũng không thể bằng con G8 được. Và cái camera này em chỉ đánh giá nó ở mức đủ dùng cho anh em thôi, chứ không phải là nó quá là ghê gớm, cho nên em cũng không cần phải làm một cái bài so sánh chi tiết của cái camera con Q92 này so với những con khác nữa làm gì cho nó các bác chê cười ra. Rồi, ok. Về phần cấu hình ấy, thì con Q92 này đang chạy cái Android 10 các bạn. Đây, cái mã máy của nó đây. Con này cũng chạy chip 765G các bạn, có 6 GB RAM và 128 ROM. Thì cái cấu hình như thế này ấy, em thấy nó là một cấu hình tầm trung khá là ổn rồi. Các bác nào mua cái máy này về với mục đích sử dụng bình thường, không game việc gì, thì em thấy cũng khá là ổn đấy. Và ngoài ra thì cái con này như em đang cầm trên tay đây thì nó chỉ có một sim thôi. Tuy nhiên em có tìm hiểu được ấy, thì con này cũng có phiên bản 2 sim các bạn. Còn của nhà mạng nào thì em cũng chưa nắm rõ, nhưng mà nó sẽ có phiên bản 2 sim đó, cũng khá là hay. Và cái viên pin của cái con Q92 này nó có dung lượng là 4000 giống như con V50, và nó có hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 15W. Thì trong quá trình sử dụng ấy, em thấy là cái viên pin này nó cho cái thời lượng sử dụng có vẻ tốt hơn con V50 luôn. Cũng có thể là vì cái độ phân giải của màn hình của cái con này nó chỉ có Full HD thôi, cho nên là nó cho cái thời lượng pin tốt hơn. Về cái phần bảo mật ấy, thì đây các bác có thể thấy đây là cái con này nó chỉ có mấy cái chức năng bảo mật như này thôi, như kiểu là gạt, kiểu mẫu, pin, mật khẩu và dấu vân tay. Nó cũng không có cái mở khóa bằng gương mặt đâu. Và em nghĩ là mấy con tập trung này cũng không cần làm cái đấy làm gì, vì cái camera trước của nó cũng không hỗ trợ mặt 3D rồi fade đi cái thứ, thì cũng không cần làm cái bảo mật bằng gương mặt làm gì, cái đấy làm cho nó thừa thôi. Cho nên con này em thấy là có một cái giá trị của nó, cái
bảo mật bằng dấu vân tay thôi, và nó cũng khá nhạy, em cũng có đã thử cho các bác ở cái đoạn trước rồi đấy. Thì đó cũng là tất cả những gì mà em muốn chia sẻ với các bác, tại vì cái con tầm trung của LG nó cũng không có cái gì nổi bật để mà có thể mang lại cho các bác những cái trải nghiệm thú vị như mấy con flagship được. Ngay cả mấy con flagship cũng chẳng có gì hay ho để mà các bác trải nghiệm cơ mà. Các bác cũng chia lên chia xuống cơ mà, không chỉ là mấy con tầm trung này. Em thấy là cái con này nó chỉ có mỗi điểm nổi bật là cái màn hình nó lớn. Thì các bác nào mà thích cái màn hình nó lớn thì nó sẽ cho các bác trải nghiệm nó đã hơn thôi. Và cái viên pin của nó cũng rất là ổn. Đó, ngoài ra thì nó cũng có nhiều màu cho các bác chọn. Tuy nhiên thì so với những cái ưu điểm như vậy, em thấy nó không có cái gì để mà đáng để anh em phải lựa chọn nó cả. Và hơn nữa ấy, là như em thấy ấy, là cái mức giá của nó hiện tại đang bây giờ này này, nó đang có mức giá tầm 5 triệu, và so với cái mức giá 6 triệu của cái con flagship như G8 V50 chẳng hạn, thì em sẽ sẵn sàng bỏ ra thêm 1 triệu nữa để mà chọn mua những con flagship hơn là mua một con tầm trung mà giá nó đang khá là cao như vậy. Tất nhiên là giá thì là tùy mỗi người và cái tùy nhu cầu mỗi người thôi, nhưng mà để mà cái thực dụng ấy, cái cho các bác cái khi mà bỏ một cái đồng tiền ra các bác mua một cái con máy để sử dụng ấy, thì các bác cũng nên cân nhắc về cái giá trị nó mang lại, chứ không phải là vì nghe ông này review hoặc ông kia review làm gì. Em thì cái phong cách review của em ấy thì là thường thường là em sẽ tìm những cái điểm yếu của nó để em khai thác, chứ em không tìm điểm mạnh. Chỉ là nhiều khi các bác nào cho em mượn máy ấy, thì các bác chắc là các bác cũng tức lắm, nhưng mà em cũng không biết làm thế nào cả, cho nên là nhiều đa số là các bác cũng chẳng cho em mượn máy. Đa số bây giờ em mượn máy toàn mượn cái của ông Dũng này, mượn nhiều riết nỗi mà các ông nghĩ tưởng em là người của Dũng luôn, sợ thật. Tuy nhiên ấy, thì là cũng rất cảm ơn cái bác Dũng này, bác rất nhiệt tình cho em mượn cái máy từ khi mà em làm YouTube đến giờ luôn ấy. Em cũng mượn rất nhiều người, nhưng mà thường thường mượn nó khó khăn hơn, và em cũng và người ta cũng không nhiệt tình được bằng ấy bác ấy. Cho là nếu như bác nào mà muốn sở hữu một con máy ấy, kiểu như con A92 này hoặc là con G8 V50 gì đấy, thì các bác có thể liên hệ em hoặc liên hệ với bác Dũng cũng được. Đó thì em thấy đây là một cái nơi mà các bác có thể tin tưởng được, hoặc là nếu các bác không tin tưởng được ấy, thì các bác có thể mua qua em cũng được. Rồi ok, chào các bác nhé.